Xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến giới thiệu đến các bạn các anh chị thêm một món gà nữa. Hôm nay mình sẽ nấu món gà ác, mình nấu ớt kiểm nha. Thì để làm món gà ác mình còn gọi là gà ghi á các bạn. Thì để cái món gà này mình sử dụng một con gà này nó tầm khoảng là 1 ký á các anh chị, ký mốt gì đó. Ngoài ra thì mình sử dụng đi thêm là củ cà rốt nè, rồi ớt. Ở đây thì tùy theo sở thích á, mình sử dụng cái ớt hiểm loại trắng nè. Mình sử dụng ở đây khoảng là 20 đến 30 gram nếu thích ăn cay, còn không thích ăn cay thì mình giảm cái lượng ớt lại nha. Củ hành tím này mình sẽ sử dụng khoảng là 10 đến 15 cái phần củ hành tím này. Tại củ hành tím này mình cho vào trong cái phần nồi lẩu để cho nó thơm á các anh chị. Ngoài những nguyên liệu này ra thì mình sẽ ăn kèm với cái phần rau nè các anh chị. Rau này thì mình sử dụng là cải tần ô, bông bí, rồi rau cải tờ, rồi cải trời. Thì cái phần lẩu ớt kiểm này mình ăn rất là nhiều loại rau nha, rau má, rồi rau mồng tơi, rau bồ ngót. Thì các anh chị mình có thể mình thích rau gì thì mình cho vào trong đó thì mình sẽ ăn nha. Rồi cải thảo mình cho vào tiêm cũng được. Tuy nhiên ở đây mình có rau gì thì mình sử dụng rau đó nha. Thì cải trời này đó, ở vườn mình trồng nó mọc lên rất là nhiều nè. Nay mình hái về mình lẩu, nấu cái lẩu gà ớt hiểm này mình ăn. Rồi mình lấy cái phần lá, rồi mình lấy cái phần non của gà, cái phần rau này nó rất là non. Mình lấy mình lặt như thế này để mình ăn nha. Bông bí này thì các anh chị thì mình cũng biết sử dụng rồi ha. Một hồi cái phần những bông bí này thì mình sẽ lấy ra những bông bí. Bông bí này nè, lật cái phần tước cái phần vỏ ra. Phần vỏ ngoài nó có bị những cái lông á, nó nhám lắm. Nên mình tước mình lấy cái phần cọng nha các anh chị. Đó, tước mình lấy phần cọng. Và cái phần này mình cũng tước luôn. Cái bông bí này mình lật bỏ cái này. Cái này mình ăn nó nhám nhám á. Nên cho mình bỏ luôn nha các anh chị. Rồi mình lấy từ cái phần cọng và cái phần bông. Phần cọng này ăn rất là giòn. Con gà này sau khi mình làm xong, mình có sẵn gà ở nhà mình làm xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ chặt cái con gà này ra tùy thích chứ, lớn nhỏ thì các anh chị mình chặt nha. Mình đây chặt cục nhỏ nhỏ vậy nè. Gà này gà già nên mình chặt cục nhỏ nhỏ để mình nấu cho nó mau mềm. Cái con gà này nè các anh chị, sau khi mình chặt ra hai về mình đem xi mình khui nha. Mình khui cái con gà này cho nó vàng, nó đều thì khi mình làm cái phần lẩu ớt hiểm này nó được thơm. Thì hồi nãy mình quên giới thiệu với các anh chị là mình sẽ khui cái phần gà này ra lên cho nó vàng nó thơm nè. Mình khui gà như thế này nè các anh chị, mình khui càng vàng thì hồi khi cái phần da này mình nấu nó càng giòn nha. Thì hồi thì mình sẽ cho nước vào trong đây, mình cạo những cái phần này nè các anh chị, cái phần đen nè, phần trái này nè, mình cạo ra thì nó ra hết có nước đó, mình cạo nó ra. Sau đó thì mình đem đi mình chặt nha. Nãy mình chặt phải làm tư ra để mình khui cho nhanh á. Tại mình khui bếp ga thì mình khui nó này. Còn nếu mà các anh chị bếp hè thì mình để nguyên con mình khui cho nó nhanh nha. Và bây giờ thì mình sẽ đi rửa và mình chặt cái phần gà này ra cho nó nhỏ. Gà ở đây mình chặt ra xong mình rửa lại lần nữa cho nó sạch nước á anh chị. Thì bây giờ mình để ráo nước. Bây giờ thì mình sẽ ướp cái phần thịt gà này nha. Mình ướp trước cho nó cái thơm á chị, với lại nó thấm vô nó ngọt. Đây mình sẽ cho đây 2 hoặc 3 muỗng cà phê nhỏ, hạt nêm mình ướp sơ thôi, nửa muỗng cà phê bột ngọt, cái phần dầu hành phi này nè, lúc trước mình có chia sẻ với các bạn cách làm á. Thì bây giờ thì mình sẽ cho cái dầu hành phi này, mình cho một muỗng cơm của mình đó các anh chị, hoặc một muỗng cà phê lớn cũng được luôn. Sau đó thì mình sẽ cho đường. Ở đây thì mình nấu theo cái khẩu vị miền Tây, mình sẽ có cái vị đường á. Các anh chị nào không có đường thì mình khỏi cho cũng được. Một hồi mình cho cái phần nước dừa vào các anh chị. Nước dừa tươi á, mình cho vào thì mình thay thêm khỏi cho đường ha. Còn nếu mà không có nước dừa tươi thì mình cho đường vô cũng được. Mình cho đây một muỗng cà phê đường nha. Và mình cho ở đây luôn cái phần nước mắm luôn các anh chị. Nước mắm thì mình sẽ cho ở đây là mình một muỗng cà phê lớn nước mắm ngon nha. Sau đó thì mình ướp cái phần gà này tùy theo mình để khoảng là 1 tiếng cũng được. Để khoảng 15 phút là mình đã nấu được rồi. Để các anh chị nào mà chúng ta không có thời gian mình làm trước, mình để trong cái
ngăn mát tủ lạnh á, mình ướp khoảng để 1 tiếng cũng được luôn nha. Bây giờ mình trộn lên cho những nguyên liệu này nó được thấm đều gia vị á. Có dầu hào thì mình sẽ cho dầu hào vào. Đây mình sẽ cho một ít tiêu vào luôn. Cho ra cái nồi, bây giờ thì mình sẽ cháy phần hành tỏi nha các anh chị. Dầu nóng lên thì mình sẽ cho hành tỏi cùng vào mình cháy cho nó thơm. Hành tỏi này nó thơm rồi, mình sẽ cho gà vào trong đây mình cháy luôn. Mình xào cho cái phần hành gà này, cái phần gà này á các chị, nó xào lên luôn nha. Gà ở đây này mình xào cho nó xong thì sẽ xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho ở đây một cái dừa tươi. Dừa tươi này mình lấy được cái chén nước rồi, thì mình cho nước dừa tươi vào nè. Xong cho nước dừa tươi vào thì mình sẽ cho nước lọc vào nha. Mình sẽ cho tùy theo, ở đây thì mình sẽ cho khoảng là 1,5 lít á cái phần nước vào. Mình cho nước vào trong đây rồi thì mình sẽ cho củ hành này vào nha. Mình có thể mình thêm củ hành trắng và hành tím gì cũng được luôn nha. Củ hành trắng thì nó sẽ thơm hơn. Đây mình sẽ cho, nếu các chị có thì mình cho nửa củ hành trắng vào. Và mình sẽ cho cái phần hành tím này vào trong đây để mình hầm nó ra cái mùi thơm á. Sau đó thì mình sẽ cho ớt vào luôn nha các anh chị. Mình hầm cái phần gà này tùy theo nha. Gà mình đang già thì mình sẽ hầm khoảng là 40 phút hoặc 50 phút. Ớt thì này thì mình sẽ cho vào. Trời lạnh như thế này mình ăn cái lẩu gà ớt kiểm này là rất là ấm nè. Đây mình hầm cái phần gà này nữa 30 phút rồi các anh chị. Mình vớt cái phần bọt ra nha. Tiếp theo là mình sẽ cho luôn cái phần củ cải này vào nha. Củ cải này nãy mình sắc mỏng cho nên mình sẽ cho vào sau. Nếu các anh chị thích mà bắp á, bắp Mỹ á, thì mình sẽ cho luôn nha các anh chị. Anh chị cho bắp Mỹ vô. Mình nấu cái phần này 5 phút là cái phần củ cải này nó chín rồi đó. Mình muốn ăn cái phần lẩu này nó cay thì mình giả cái phần ớt này cho nó giả ra hơi thôi, mình đập cho nó dập dập á thì nó sẽ the nó cay cay rất là ngon nha. Còn nếu không thì mình để nguyên trái cũng được. Bây giờ thì mình sẽ nêm gia vị nha các anh chị. Phần lẩu của mình nó hơi nhạt chút cho nên mình sẽ cho ở đây thêm muối hoặc là bột nêm. Mình sẽ dằn vô trong tay nửa muỗng cà phê muối nha. Đây các anh chị thích ăn sả thì mình sẽ đập dập sả mình cho vào luôn nha các anh chị.
con không thích ăn xả thôi, mình không cho vào. Sau khi mình nêm nếm nó vừa ăn rồi nè, nó the the thì bắt đầu thì mình sẽ cho cái phần củ cải này nó chín hơn chút xíu nữa rồi mình tắt bếp nha. Nêm nếm vừa ăn và cái món gia vị này nó sẽ chín hết rồi, bây giờ thì mình sẽ tắt cái bếp nha. Rồi như thế là mình làm xong cái món lẩu gà bất hiểm ngày hôm nay rồi đó các bạn các anh chị. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn các chị trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.